Kính thưa quý vị, đây là chương trình Thế sự Thăng Trầm do Phương Thanh thực hiện hàng tuần vào lúc 9 giờ tối thứ hai, thứ tư và thứ sáu trên hệ thống của Đài truyền hình Việt Nam America Nam Bắc California và trên hệ thống điện toán toàn cầu vnatv573.com. Trân trọng kính chào quý khán thính giả. Kính thưa quý vị, chương trình của chúng tôi hôm nay được bảo trợ bởi công ty dược thảo Dêu Hoàng Hậu. Dêu Hoàng Hậu là một sản phẩm rất nổi tiếng của Nhật với hai tiêu chuẩn an toàn thực phẩm ISO 9001 và GMP. Mỗi tuần kính mời quý vị đón coi hai chương trình thuốc show của chúng tôi được thực hiện vào lúc 9 giờ sáng thứ Bảy và 7 giờ 30 phút tối Chủ nhật để biết thêm nhiều chi tiết có lợi cho sức khỏe hơn. Nếu quý vị có bất cứ điều chi thắc mắc, xin liên lạc trực tiếp với Phương Thanh 714 260 714-260-7311. Xin cảm ơn quý vị. Bắt đầu chương trình hôm nay, Phương Thanh sẽ gửi đến quý vị bản tin Tổng thống Trump nói về truyền thông què quạt sau cú ngã của ông Biden. Thưa quý vị, việc Tổng thống Joe Biden gặp khó khăn khi leo lên cầu thang của chiếc không lực 1, tức Air Force One, khiến cho cựu Tổng thống Donald Trump nhớ lại những gì truyền thông dòng chính đã làm với mình. Ông Trump nói trên chương trình Craig Kelly Report của Newsmax hôm thứ Hai, 22 tháng 3, Khi tôi xuống đoạn đường dốc ở West Point, nơi giống như một tảng băng không có lan can, không có gì cả, tôi phải đi từng bước một vì điều cuối cùng là tôi không muốn. Ông nhắc tới việc mình bước đi thật chậm trên con đường dốc từ bực phát biểu xuống dưới đất ở Học viện Quân sự Hoa Kỳ West Point, mà từ đó CNN, New York Times, vân vân đã đặt ra vấn đề về tình hình sức khỏe của ông. Sau cách tiếp cận có phần nghiêm trọng hóa vấn đề của các kênh truyền thông cánh tả, Tổng thống Trump chỉ đơn giản giải thích rằng nó trơn. Không có kênh truyền thông dòng chính nào đưa tin về việc ông Biden không thể bước lên cầu thang đã phơi bày truyền thông què quạt, lê về cách nó đối xử không bình đẳng với hai Tổng thống, Lamestream là một trò chơi thiên vị trên phương tiện truyền thông chính thống hiện nay theo Newsmax. Cú ngã đó thật khủng khiếp. Ông Trump nói với người dẫn chương trình là Greg Kelly, nó không chỉ là một lần mà là ba lần và nó không được đề cập đến trong hầu hết các phần của truyền thông dòng chính. Nó không được đề cập tới trên truyền thông quẻ quạt như chúng tôi gọi họ. Phương tiện truyền thông quẻ quạt thật là khủng khiếp. Toàn bộ điều này thật không thể tin được. Bản tin tiếp theo, Tổng thống Trump tiết lộ về bức thư dài viết từ trái tim cho ông Biden. Cựu Tổng thống Trump nói rằng ông đã viết cho Tổng thống Biden một bức thư dài từ trái tim trước khi ông rời khỏi tòa Bạch Ốc, mặc dù ông cho rằng ông Biden đã bị Trung Cộng mua chuộc theo New York Post. Ông Trump đã thảo luận về nội dung bức thư mà ông để lại cho người kế nhiệm trong một đoạn audio được chuyên gia cánh hữu Lisa Booth xuất bản hôm thứ Hai, 22 tháng 3 về cơ bản tôi chúc ông ấy may mắn và bạn biết đấy nó tức là bức thư dài vài trang và nó phát xuất từ trái tim vì tôi muốn thấy ông ấy làm tốt hãy xem ông ấy ở đó đó là một cuộc bầu cử gian lận một cuộc bầu cử mà bạn biết đấy tôi sẽ không bao giờ nhượng bộ và nhân tiện hillary clinton nói rằng ông ấy không bao giờ nên nhượng bộ hillary clinton những điều bà ấy nói thật là kinh khủng ông trump nói như vậy và ông còn nói thêm nữa là nhưng bạn biết không, ông Biden đã ở đó tại tòa Bạch ốc và ông ấy muốn và tôi muốn ông ấy làm tốt nhưng điều đó không bao gồm việc đóng đường ống Keystone. Ông Biden đã không công khai bức thư mà ông Trump gửi cho mình nhưng mô tả nó là rất hào phóng. Trong cuộc phỏng vấn này, ông Trump đã lên án mạnh mẽ các chính sách biên giới Mỹ Mexico của chính quyền Biden và kêu gọi các đảng viên Cộng hòa hãy chiến đấu hết sức mình trước cuộc bầu cử giữa kỳ năm 2022. Người dẫn chương trình Booth lập luận rằng việc ông Biden áp dụng các chính sách về khoan dầu mỏ và thương mại sẽ đưa việc làm của người Mỹ trở lại cho Trung Cộng và hỏi Trump liệu ông có tin rằng gia đình Biden đã bị Trung Cộng mua chuộc và trả tiền không? Ông Trump trả lời, có, nhưng ngoài việc mua chuộc và trả tiền, đây không phải là những gì ông ấy nói trong chiến dịch vận động tranh cử. Và ông Trump cho rằng đây không phải là ý tưởng của Biden mà là của phe phái chính trị bí mật đằng sau ông Biden và điều này còn cấp tiến hơn cả Bernie Sanders nữa. Bản tin tiếp theo, sau kết quả kiểm phiếu lại trả chiến thắng cho Tổng thống Trump, quận Antrim sẽ không dùng Dominion trong cuộc bầu cử tới. 2.500 phiếu bầu đã được tính lại cho Tổng thống Trump và hệ thống Dominion đã được xác định là có vấn đề. Quận Antrim, tiểu bang Michigan, Hoa Kỳ là quận đầu tiên báo cáo lỗi hệ thống trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2020. Địa phương này do đó sẽ kiểm phiếu bằng giấy trong cuộc bầu cử tiếp theo vào tháng 5, mà không dùng hệ thống máy bỏ phiếu Dominion nữa. Quận Antrim gần như là nơi đầu tiên nhận thấy những bất thường trong kết quả của cuộc bầu cử tổng thống năm 2020. Chỉ ba ngày sau cuộc bầu cử, quận đã phát hiện ra hàng nghìn phiếu bầu đã được trao không chính xác cho ứng cử viên Tổng thống Joe Biden cho phép Đảng Dân Chủ tuyên bố chiến thắng. Quận đã cập nhật lại kết quả chính xác trao chiến thắng lại cho Tổng thống Trump. Chủ tịch Đảng Cộng hòa của Michigan là Laura Scott đang kêu gọi 47 quận khác ở Michigan kiểm tra chặt chẽ kết quả của họ để tìm lại kết quả trái ngược tương tự. Điều cuộc điều tra đã khám phá ra ba sự thật đáng kinh ngạc là thứ nhất, nhóm hoạt động an ninh đồng minh kết luận rằng các máy bỏ phiếu Dominion có tỷ lệ lỗi 68%, 68.05% sau khi khám nghiệm pháp y đối với 16 máy ở Entry, Michigan. Tỷ lệ lỗi này có nghĩa là 68.05% phiếu bầu sẽ được gửi đi để xem xét chọn lọc hàng loạt, có nghĩa là họ thu thập các lá phiếu trong một thư mục khi chúng được đưa qua máy. Và The Pino nói, các lá phiếu được gửi đến một nơi nào đó mà mọi người ở một địa điểm khác có thể thay đổi phiếu bầu. Thứ hai, phần quan trọng nhất của báo cáo là điều này không được thực hiện bởi một vài sinh viên thực tập. Như một số người đã đưa ý kiến, đây là một chương trình có hệ thống được thiết kế để tạo ra những sai sót ảnh hưởng đến kết quả của cuộc bầu cử. Thứ ba, Báo cáo cũng tiết lộ dữ liệu internet và hồ sơ xem xét chọn lọc đã bị xóa sạch vào ngày 4 tháng 11. Họ đã phá hủy kết quả bầu cử, họ đã phá hủy kết quả bầu cử và vi phạm luật tiểu bang. Họ được yêu cầu giữ những hồ sơ này trong 2 năm sau cuộc bầu cử, nhưng họ đã xóa chúng. Sau tất cả những điều này, quận đã quyết định không sử dụng máy bỏ phiếu Dominion trong cuộc bầu cử vào tháng 5 năm 2021 sắp tới. Bản tin tiếp theo, không có đối thoại tay đôi Putin Biden. Nga nói rất tiếc lỗi là ở Mỹ. Bộ ngoại giao của Nga bày tỏ sự tiếc nuối khi chính quyền của Biden không ủng hộ đề nghị về một cuộc thảo luận giữa hai nhà lãnh đạo thế giới cho rằng Hoa Kỳ đã bỏ lỡ cơ hội cải thiện quan hệ song phương. Chúng tôi rất tiếc phải lưu ý rằng phía Mỹ đã không ủng hộ đề nghị của Tổng thống Nga Putin với Tổng thống Mỹ Joe Biden về việc tổ chức một cuộc thảo luận phát trực tuyến vào ngày 19 hoặc 22 tháng 3 năm 2021 về những vấn đề còn tồn tại trong quan hệ song phương cũng như về chủ đề ổn định chiến lược, Bộ cho biết trong một tuyên bố hôm thứ Hai, 22 tháng 3. Tuần trước, ông Putin đã mời ông Biden có một cuộc tranh luận tay đôi trực tuyến sau khi Biden gọi ông là kẻ giết người trong một cuộc phỏng vấn. Ông Putin nói rằng ông không muốn trì hoãn lâu và hy vọng hai nhà lãnh đạo có thể làm điều đó vào ngày 19 hoặc 22 tháng 3. Chúng tôi sẵn sàng bất cứ lúc nào thuận tiện cho phía Mỹ, ông nói như vậy. Thư ký báo chí tòa Bạch Ốc là James Psaki trả lời vào ngày 18 tháng 3 rằng cuộc thảo luận khó có thể xảy ra. Ông Biden dự định sẽ đến Georgia vào ngày hôm sau và khá bận. Bản tin tiếp theo. Saki bối rối khi bị hỏi vì sao dân nhập cư được ở khách sạn mà lính vệ binh phải ngủ trên sàn nhà. Thư ký báo chí của tòa Bạch Ốc là James Psaki. Psaki. đã rất bối rối khi phải giải thích tại sao chính quyền Joe Biden cân nhắc việc đưa người di cư vào phòng khách sạn. Breitbart đưa tin rằng bà Psaki đã không phủ nhận báo cáo rằng chính quyền Biden đã cấp 86 triệu đô la cho một tổ chức phi lợi nhuận có trụ sở tại Texas để cung cấp phòng khách sạn trong 6 tháng cho khoảng 1.200 gia đình vượt biên giới phía Nam. Phóng viên Emerald Robinson của Newsmax đã đặt câu hỏi với Psaki về lý do tại sao chính quyền Biden lại cung cấp phòng khách sạn, thức ăn và nơi ở cho người di cư bất hợp pháp, trong khi đó vệ binh quốc gia Mỹ, phải ngủ trên sàn khi họ bảo vệ điện Capitol. Bà Robinson nói, nhiều người đang chỉ vào sự khác biệt này rằng vệ binh quốc gia của chúng ta bị đối xử một chiều, còn những người nhập cư bất hợp pháp được đưa vào phòng khách sạn. Hầu hết lực lượng vệ binh quốc gia đã phải ngủ trên sàn của tòa nhà Capitol trong vài tuần sau lễ nhậm chức của ông Joe Biden. Bà Psaki đã bảo vệ hành động của Tổng thống và lưu ý rằng ông Biden đã đích thân gọi điện cho người đứng đầu lực lượng vệ binh quốc gia và cung cấp hỗ trợ khi biết thông tin quân đội phải ngủ trên sàn nhà để xe hồi tháng 1. Tôi biết chuyện này cách đây một đoạn thời gian nhưng đó là phản ứng của ông ấy vào thời điểm đó, bà Psaki nói trước khi chuyển sang các câu hỏi khác. Một bản tin tiếp theo có chủ đề chưa từng có, Hoa Kỳ bắt đầu cho di dân vào nội địa không cần qua tòa xét xử. Fox News khẳng định vào hôm chủ nhật 21 tháng 3 rằng biệt đội tuần tra biên giới ở Rio Grande Valley Sector, Hoa Kỳ đã bắt đầu tiến trình giải phóng những người di cư bất hợp pháp có tuyên bố xin tị nạn mà không ban hành một thông báo trình diện. Cho họ, cho phép họ vào nước Mỹ mà không cần phải ra tòa để xét xử. Đây là một hành động được Fox News gọi là chưa từng có. Nhiều đặc vụ tuần tra biên giới đã xác nhận một quy trình mới với Fox News tiết lộ rằng họ đã được hướng dẫn sử dụng quyền truy tố để từ bỏ quy trình giấy tờ kéo dài hàng giờ đồng hồ cần thiết để cấp NTA trong bối cảnh người di cư ở biên giới tăng nhanh. Thay vào đó, những người di cư được đăng ký vào hệ thống với dữ liệu sinh trắc học được lấy và phần lớn được công bố rộng rãi ví dụ dư tại một trạm xe bus ở Mark Allen, Texas. Quá trình xử lý trụ xin lỗi quý vị quá trình giải quyết chủ yếu được thực hiện tại một khu giải quyết tạm thời ngoài trời các nhân viên của lực lượng tuần tra biên giới nhấn mạnh rằng điều này không áp dụng với trẻ em có người đi kèm không có người đi kèm xin lỗi điều này không áp dụng với trẻ em không có người đi kèm một nguồn tin cấp cao của cơ quan hải quân và bảo vệ biên giới cbp nói với fox news hôm thứ bảy rằng các quan chức đang xem xét hành động gây tranh cãi vì cuộc khủng hoảng đang diễn ra ở biên giới đã trở nên nghiêm trọng đến mức lực lượng biên phòng không có lựa chọn nào khác ngoài việc thả người gần như ngay lập tức vì không có không gian để giữ mọi người dù chỉ là để làm các thủ tục giấy tờ NTA cần thiết. Quá trình cấp cho mỗi người di cư một NTA có thể mất hàng giờ cho mỗi cá nhân hoặc gia đình. Bản tin tiếp theo, Nga ra tối hậu thư yêu cầu Twitter xóa các nội dung bị cấm. Nga đã đưa ra tối hậu thư 30 ngày cho Twitter để xóa nội dung bị cấm khỏi nền tảng của mình. Nội dung bị cấm bao dục gồm nội dung khiêu dâm trẻ em có liên quan đến tự tử, ma túy và thông tin về chính trị gia đối lập. Vision Tide đưa tin như vậy. Ông Vadim Subbotin, phó giám đốc cơ quan giám sát truyền thông Roskomnadzor tuyên bố rằng Twitter đã tỏ thái độ bất hợp tác với các yêu cầu của chính phủ Nga về việc xóa các nội dung vi phạm. Những người chỉ trích Điện Cầm Linh nói rằng áp lực lên Twitter là một nỗ lực nhằm, nhằm ngăn chặn các đối thủ chính trị của Tổng thống Putin tổ chức các cuộc biểu tình ủng hộ chính trị gia. Navalny đang ngồi tù. Ông Navalny gần đây đã chia sẻ hình ảnh của mình về một cái đầu cạo trọc ở trong tù. Tuần trước, Subutin đã thông báo rằng chính phủ sẽ giới hạn tốc độ internet của Twitter cho đến khi nền tảng này gỡ bỏ nội dung bị cấm. Và thưa quý vị, bản tin tiếp theo là Dương Khiết Trì. Chút giận vô lý lên nữ phiên dịch viên. Cuộc gặp cấp cao Mỹ Trung tại Alaska vào ngày 18 tháng 3 đã diễn ra rất căng thẳng và trở thành một chủ đề nóng trên toàn cầu. Trong đó sự việc với cô Zhang Jing, một phiên dịch viên tiếng Tàu, đã gây sự chú ý của tất cả các bên và tên cô nhanh chóng trở thành chủ đề tìm kiếm hot trên mạng xã hội theo Vision Time. Trong bài phát biểu mở đầu của cuộc đối thoại Trung Mỹ đầu tiên dưới thời Biden, ngoại trưởng hoa kỳ blinken đã chỉ trích đảng cộng sản trung quốc vì vi phạm các quy tắc và đe dọa sự ổn định toàn cầu nêu ra các hành vi sai trái của tổ chức này ở hồng kông tân cương tân tây tạng và đài loan trong khi đó cố vấn an ninh mỹ là sullivan nói rằng mỹ không muốn xung đột với trung cộng nhưng hoan nghênh sự cạnh tranh mạnh mẽ sau đó dương khiết trì đã phát động một cuộc phản kích và yêu cầu hoa kỳ hãy quan tâm đến các vấn đề nhân quyền của mình trước và chế nhạo hoa kỳ là nhà vô địch của các cuộc tấn công mạng Hoa Kỳ đang nói về những giá trị chung nào và liệu nó có thực tế không? Bởi vì bạn không thể đại diện cho nó, bạn chỉ có thể đại diện cho chính phủ Hoa Kỳ thôi. Và thưa quý vị, khi mà Dương Khiết Trì bị phản ứng như vậy thì đã chút, chút giận lên người thông dịch viên này và cô này hiện nay đã tự nhiên thành ra một người nổi tiếng và được các trang mạng xã hội đưa lên rất nhiều. Và lần đầu tiên mới thấy từ khi Tổng thống Trump lên nhậm chức tới bây giờ mới thấy Dương Kết Chỉ cũng như là nhà cộng nhà cầm quyền cộng sản Bắc Kinh hiện nay lớn lối và lên giọng với Mỹ như vậy và đó là điều chúng ta đã biết trước rồi không có gì là lạ cả và thưa quý vị quý vị đang theo dõi chương trình thế sự thăng trầm Phương Thanh sẽ trở lại ngay sau phần thông tin thương mại xin cảm ơn quý vị.